Tập 11, con mắt của Cosmosaurus. Bọn bực thầy Dino này. Chúa tể Cosmosaurus, tôi khẳng định chúng tôi chưa thua đâu. Thiệt ra tôi tin là... Đó là gì vậy? Quả cầu bóng tối. Thật vinh dự khi được sử dụng quả cầu bóng tối từ chúa tể Cosmosaurus. Một sức mạnh vô địch. Cộng thêm viên đá thiên hà thì sức công phá của nó với hành tinh này thì không thể tưởng tượng. Gaia, có lẽ cô ta vẫn còn làm. Không, không thể nào. Lẽ ra mình không nên nghi ngờ cô ta làm cho đắc đủ. Chưa thiệt đó. Giao hàng xong rồi. Trời ơi, sao mình lại thấy đói nữa rồi. Tôi nhanh hơn rồi. Làm xong rồi đây nè. Chờ một chút nha. Yeah, pizza, pizza. Không thể bỏ qua công thức bí mật của mình. Công thức làm bánh chết người. Ủa, cô ta bỏ gì trong thứ bánh vậy? Nhưng tại sao? Ồ, đúng rồi. Ủa, cô ta sẽ hạ độc hổ mực. Dừng lại. Cậu cảm ơn ăn không? Bánh bị da cháy thành tro rồi. Xin lỗi các cậu nha. Tự nhiên mình bị ho thôi. Thiệt là tệ quá. Mình không biết các cậu cũng bị bệnh hả? Để tôi làm cái khác cho. Yeah. Có lẽ mình hơi quá nhạy cảm rồi. Okay à, mấy cái này của con hả? Chú thấy ở trong bếp đó. Cái đó. Cũng không có gì đâu. Đó là viên đá thiên hà sao? Hả? Kaya tìm thấy viên đá thiên hà? Không, là bông tai của tôi thôi. Mình cảm nhận được sức mạnh của viên đá thiên hà. Kaya, chúng ở đâu vậy? Hả? Cái này chỉ là... Wow, chị giúp tụi em tìm hai viên đá thiên hà sao? Thật tuyệt vời. Mà mấy cái này để làm gì vậy? Thôi chờ đã. Ủa? Đó là của tôi. Nhưng mà... Kaya, cô mau nói đi. Viên đá đó ở đâu ra chứ? Nhưng tôi... Kaya, hôm đó tôi thấy chị nói chuyện với Đạt Nô. Hả? Thiệt hả? Không thể nào. Không biết à. Không phải chứ. Có phải chị vẫn cần làm việc cho Đạt Nô không? Tôi biết chắc mà. Cô ta không thay đổi chút nào hết. Chờ đã. Chỉ là sức mạnh của tôi có thể... Hả? Sao? Bây giờ? Đó là chuông báo. Bác ra chắc là đang ở gần đây. Đi thôi. Kaya, chị vẫn là bạn của tụi em. Gặp lại sao? Dù Red có nói gì, nếu cô vẫn còn giúp đỡ cho bọn chúng, tôi sẽ không tha thứ cho cô đâu. Có chuyện gì vậy? Chắc là phải ra âm mưu gì đó. Sẽ làm gì đó? Sao tự nhiên tôi lại thấy buồn ngủ vậy nè? Tự nhiên mình thấy trong người mệt quá đi. Xem đột nhiên năng lượng của trái đất lại bị rút cạn đi tới một nơi khác. Mau đi xem thử. Đúng rồi. Kaya, ánh sáng đó là gì vậy? Ngươi đã bị bộ nhóc con đó lừa rồi. Không hề. Họ đều xem tôi là bạn mà. Sức mạnh thật sự không cần cái gọi là bạn bè. Nhưng mấy cái này sẽ có ích đây. Nè, chờ đã. Ta sẽ hồi sinh sức mạnh cho nhà ngươi.
Ôi trời ơi, sao thời tiết trở nên đáng sợ vậy nè? Bóng tối, nó sẽ nuốt chửng mọi thứ ở đây. Cái gì? Ý con nói vậy là sao hả? Sao nghe có vẻ kinh khủng vậy chứ? Ôi, chắc phải đi ngủ quá. Cái chuyện gì xảy ra vậy? Có vẻ như là năng lượng trái đất đang bị thứ gì đó rút cạn rồi. Chúng ta phải hành động. Đi thôi Red. Chào đó, pha ra. Chuông báo khởi động. Chuông báo khởi động. Đi rừng củi siêu khủng. Đi hoàng đế siêu đẳng. Cái đó là cái gì? Nó to quá. Là Patra. Là Patra. Sắc mặt bóng tối này đáng sợ quá. Mình cảm thấy con thú sầu rết đang ở gần đây. Patra, đó là gì? Đây là quả cầu bóng tối. Nó cũng lâu đời như vũ trụ này vậy. Nó là con mắt thứ ba của Cosmosaurus. Nó có thể nuốt chửng tất cả ánh sáng trong vũ trụ này. Chuẩn bị đi, và rồi các ngươi sẽ sớm chìm trong bóng tối thôi. Cái gì vậy? Nếu cứ tiếp tục, chúng ta sẽ biến thành hành tinh chết. Hả? Không xong rồi. Không cần lo, để bọn mình. So với sức mạnh của chúa tể Cosmosaurus thì hai ngươi chỉ là con kiến bé nhỏ thôi. Tại sao? Con rắn bự quá. Kết, đó là con Deinogiga Titanoboa. Cẩn thận nha, hàm nhọn của nó nguy hiểm lắm đó. Chúng ta có thể ngăn nó lại, không thành vấn đề đâu. Vốn có câu thùng rỗng kêu to. Titanoboa, giết cắn nhiễm độc. Wow. Nè, gì vậy? Nóng quá, nó làm tan chảy thanh kiếm. Chất độc của nó dính vào chỗ nào thì sẽ làm tan chảy thứ đó đó. Có chừng. Hay là chúng ta tấn công từ hai phía đi. Được đó. Cụ chém rực lửa. Tiền lăn ma. Bắt được ngươi rồi. Nhận lấy nè. Từ bỏ đi. Chúng ta chỉ vừa bắt đầu thôi mà. Rắn không cửa tay. Vậy mấy thanh kiếm này từ đâu ra? Nhìn gớm quá đi. Sao chịu từ bỏ rồi à? Ngươi sẽ chứng kiến trái đất diệt vong. Red, Akan, mọi thứ đã biến thành bóng tối ngày càng nhanh hơn rồi. Ôi không. Được rồi, mau tiêu diệt con Titanoboa này đi. Được đó. Diệt lắm mà. Phun lửa. Thật là đáng ghét. Ngươi muốn vậy chứ gì? Thiệt lì lợm, ta sẽ làm ngươi không bao giờ có thể thoát được. Cú phun Titano. Nóng quá, mình
chuyển được. Ồ không. Cú phun trái cho nó. Ok, còn nhanh hơn chút đi. Nọc độc của Titanoble có tác dụng làm tê liệt mọi thứ. Khi đó người sẽ cảm thấy tê cứng. Cosmosaurus sẽ thống trị toàn bộ thế giới này. Ngươi không thể nào ngăn cản ngài ấy đâu. Mình không biết phải làm sao để mà họ thoát ra hết. Không xong rồi. Tất nhiên rồi, ngươi lại chứng nào tật nấy. Tập 12, ánh sáng và bóng tối. Tôi biết là cô sẽ phản bội mọi người mà, Kaya. Hay lắm, y như ta dự đoán. Cha cha, người đẹp gì lụa mà. Cuối cùng ngươi cũng chọn được con đường cho mình rồi. Xem đây, sức mạnh của quả cầu bóng tối. Tất cả mọi thứ đều sinh ra từ bóng tối. Chúng ta sẽ về với bóng tối. Quay về với bóng tối nguyên thủy của vũ trụ này đi. Thiên thần bóng tối Kai à. Ta không phải thiên thần bóng tối. Hả? Ta là đầu bếp pizza Dino Kai à. Ta tới đây ngăn cản ngươi và cứu các bạn của ta. Hay quá, di chuyển được rồi. Hả? Sao họ làm được chứ? Kaya, chị ấy tìm cách đang phân tán sự chú ý của Petra. Hoa, Kaya, hay lắm. Cô ta không phản bội chúng ta sao? Ai cho ngươi đụng vào con mắt thứ ba của chúa tể Cosmosaurus? Đồ phản không, bội. Ta vốn không hề phản bội ai hết. Kaya! Chị có sao không? Tôi không sao. Kaya, tụi em cứ nghĩ chị phản bội, tụi em sai rồi. Vừa rồi nguy hiểm lắm đó. Không sao. Thật xin lỗi vì tôi đã không tin cô. Chúng ta chưa thắng đâu. Người dám. Cosmosaurus, hãy cho chúng thấy sức mạnh. Được rồi, hãy xem bộ mặt thật của Titanoble. Hả? Nó không còn là con rắn nữa rồi. Red, tôi nghĩ thứ này thực sự rất mạnh. Có chừng đó. Không cần lo, nó sẽ không có cơ hội thắng chúng ta đâu. Thử xem. Đại bác Cosmo. Wow, thứ này ghê gớm thiệt nha. Tới lúc quỷ diệt rồi. Saber biến hình tốc độ siêu phàm. Thách người bắt được ta đó. Ngươi sẽ sớm chầu trời thôi. Red, tôi tới đây. Đi xe. Thử cái này xem. Bảy Cosmo.
Bậc thầy Dino, so với sức mạnh bóng tối, ngươi chỉ là con bọ nhỏ thôi. Lại một lần nữa, Parian phạm sai lầm rồi. Ngươi còn xứng đáng nhắc tới chủ nhân Parian của ta. Ta nghĩ các ngươi cũng có kết cục giống tên Parian đó thôi. Hả? Các cậu, Red, bọn ngu ngốc, hãy nếm thử sức mạnh của chúa tể Cosmo sau Red đi nào. Không, vẫn còn thời gian mà. Hả? Viên đá thiên hà, đi nào. Cái đó, viên đá thiên hà. Kea, biến thành con nít rồi. Cách làm cho viên đá thiên hà biến mất. Akash, viên đá thiên hà có thể gây ra nỗi đau, nhưng biết đâu nó có thể giúp ta. Tránh ra. Điều hoàng đế siêu đẳng đã được nâng cấp rồi. Hình như là Akash đã dùng viên đá thiên hà để nâng cấp đi hoàng đế siêu đẳng. Được rồi, lưỡi hái tử thần. Ngươi nghĩ ngươi có thể thắng, nhưng bóng tối sẽ luôn chiến thắng ánh sáng. Ngươi cứ ở đó nói về bóng tối ánh sáng đi. Công lý luôn luôn đúng. Và vấn đề ở chỗ ai mạnh hơn mà thôi. Có một thứ đã được sinh ra từ thuở sơ khai. Ngọn giáo Cosmo. Cái gì? Akash, cú đã thật ngầu quá đi. Atra, đến lúc ngươi phải đền tội rồi. Thật sao? Titanoboo, xử lý bọn nhóc phi vứt này và kết liễu bọn chúng đi. Có chuyện gì vậy? Atra, mau thôi đi. Người tới số rồi. Lưỡi hái xung kích. Ngươi thích không? Bị một kẻ mạnh hơn như ta đánh bại nhà ngươi. Không thể. Lẽ ra ta phải có sức mạnh của Cosmo sau đó chứ. Người tới số thật rồi. Đã tới lúc. Có gì đó? Akash, chủ nhân, Akash có gì đó không ổn. Cái gì? Tao phải kết liễu ngươi ở đây. Cút đi. Có lẽ kết thúc rồi. Có chuyện gì vậy? Bắt ra đi rồi. Không còn cảm thấy cô ta ở đây nữa. Akash, cậu quá ngầu luôn đó. Chờ đã, Rex.
cậu phải hủy diệt quả cầu bóng tối. Sau đó thì mọi thứ mới có thể quay trở về như cũ. Mình hiểu rồi. Đó là sức mạnh của Commodus. Arcane, gì vậy? Sức mạnh này là của ta. Tốt lắm Arcane, hãy sử dụng sức mạnh của nhà ngươi đi. Đắt đâu? Bây giờ sức mạnh đó sẽ truyền qua hết cho ta. Đúng rồi, phải gì chứ? Sao công hoàng đế của Arcane đột nhiên đáng sợ vậy chứ? Hả? Giọng người đó. Có phải Đắc Nô không? Đắc Nô? Ông đã làm gì Arcane rồi? Sức mạnh của bạn ngươi giờ đây đã trở thành sức mạnh của ta rồi. Cái gì? Không thể nào. Nhờ ngươi đó Kay à, chỉ có đồ ngốc như ngươi mới giao viên đá ra thôi. Nó sẽ được truyền qua cho sức mạnh bóng tối. Nhưng mà ông, ông lợi dụng tôi. Là tại ngươi dễ dãi quá thôi. Con Arcane lại không đủ sức mạnh để kháng cự. Năng lượng của Arcane đang bị rút cạn. Không thể nào tin được. Ta không nghe được đâu. Cậu ấy rất mạnh mẽ. Tên nhóc ngu ngốc kia, cũng nhờ ngươi mà ta có được sức mạnh này. Hả? Cuộc chiến giữa ngươi và Bách Ra chỉ là một âm mưu thông minh của ta thôi. Lý do ta làm những chuyện này chỉ là để thu nhặt tất cả số đá thiên hà. Một mũi tên trúng hai con nhãn. Và bây giờ sức mạnh của ta đã ngang với Cosmosaurus. Nó sẽ giúp cho ta hấp thu tất cả sức mạnh của mọi người. Ông sẽ phải trả giá đắt nô. Tốt lắm Arcane, ngươi càng giận ta càng mạnh. Chúng ta đều là những kẻ khao khát sức mạnh. Không, mình không. Arcane, năng lượng của Arcane không cần tính hẹn gì nữa. Sao? Đó là vì Arcane hắn ta không còn tồn tại trong vũ trụ này nữa rồi. Ông đã làm gì cậu ấy? Ngươi nhìn lại bản thân mình đi. Ta muốn nhìn thấy một đứa trẻ tuyệt vọng. Và giờ đây cả vũ trụ sẽ phải cúi đầu trước ta. Chiêu trại bóng tối của ta đã bắt đầu. Đứng cao chủ. Ôi trời. Có vẻ như các ngươi vẫn chưa hiểu ý ta muốn nói gì à. Tôi muốn thêm sức mạnh. Sức mạnh hả? Chà, ta muốn có cơ hội vàng ở đây nè. Đồ con nít đơ đễnh có thể thương lượng được. Tham gia cùng bạn của ngươi đi. Ha 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 ha!
cảm nhận được chứ? Thôi xong, Red đang bị bóng tối chế ngự rồi. Không chỉ Red đâu, cả chúng ta nữa. Đừng mà. Đắc đồ, ngươi sẽ phải trả giá. Chúng ta không thể dễ dàng bỏ cuộc như vậy được. Phải rồi, tức giận nữa đi. Hãy cảm nhận sức mạnh của cơn thịnh nộ đó. Sức mạnh mà Arkham và tôi muốn, đó không phải sức mạnh ông sử dụng đâu. Điều duy nhất tôi muốn là bảo vệ những gì chúng tôi yêu. Ha ha, xin chào Red. Arkham, đi nào. Tôi không thể quay trở lại được nữa. Tại sao chứ? Tôi đã để cơn giận thắng và làm cho mọi người phải gặp nguy hiểm. Sao tôi có thể gọi mình là bậc thầy Dino được chứ? Arkham, bậc thầy Dino chính là tia hy vọng trong những lúc như thế này. Chủ nhân, Barry ơi, mau lên, đi nào, mọi người đang chờ chúng ta. Red, mau đi thôi, quay lại nào. Chủ nhân Barry, cuối cùng tôi đã hiểu Red vì sao có được thông báo rồi. Không thể nào. Cảm ơn mọi người, tôi không sao. Được thôi, nếu như người muốn, ta không cần sức mạnh quen của các người nữa. Kế hoạch của ta chỉ là lợi dụng người thôi và khiến cho toàn bộ vũ trụ này biến mất. Nhưng ta vừa nghĩ ra được một thứ hay ho hơn nhiều. Cách nào hình như là đang tập hợp rất nhiều mảnh thiên thạch. Là một kẻ thống trị vũ trụ, việc làm đầu tiên của ta là sẽ hủy diệt hành tinh không còn phục vụ cho lợi ích của ta nữa. Hả? Sao tự nhiên có gì vậy? Ta sẽ loại trừ hành tinh vô dụng của các ngươi chỉ với một cú tấn công. Trời ơi! Những lời ông ta nói không thể đe dọa chúng ta được nữa, đúng không? Tôi nghĩ là viên đá thiên hà và các vũ khí không chứa được sức mạnh thật sự đâu. Sức mạnh thật sự đến từ bản thân của mình. Các người có đá thiên hà mới sao? Rết ơi, các cậu thật tuyệt vời. Không thể nào, mấy cái đó đâu ra vậy? Đại trung sinh quỷ dị biến hình. Lúc đến trái đất tôi hơi cáu, bởi vì tôi muốn giấu nỗi đau mất đi hành tinh Dino. Tôi nghĩ không ai giúp được mình hết, nhưng chúng ta không thể làm gì một mình đâu. Phải đó, cũng giống như khi ăn pizza cùng bạn bè sẽ ngon hơn nhiều. Nếu phải trải qua khó khăn cùng nhau thì sẽ dễ dàng hơn. Không cần biết bóng tối xảy ra chuyện gì, chúng ta không thuộc về nó. Và ý nghĩa bạn bè chính là giúp đỡ ta mỗi khi cần. Nếu chúng ta hỗ trợ lẫn nhau, chuyện gì cũng có thể làm được. Chính xác, chúng ta có thể làm được mọi thứ. Cùng nhau vượt qua tất cả.
các ngươi không bao giờ thắng được ta đâu. Chỉ cần bọn tôi bên nhau thì sẽ có thể đánh bại mọi thứ. Làm được rồi, khủng long vĩ đại hợp nhất. Biết rồi, Dino. Nhưng mà không, biết rồi Dino, tại sao? Cảm ơn Trai. Cuối cùng thì bọn tôi cũng có thể quay về hành tinh Dino. Nhưng chờ đã, phải đi sao? Bây giờ Dino đã đi rồi, chúng tôi có nhiệm vụ bảo vệ hành tinh Dino. Nhớ đến thăm bọn tôi đó nha. Yeah. Mọi người, có ai nhìn thấy Red không vậy? Chú cứ nghĩ nó ở đây. Hả? Cậu đến nhà lại trễ nữa rồi. Nè, đồ ăn dọc đường đi. Thiệt đó, không phải tạm biệt đâu. Chúng ta sẽ còn gặp lại mà, được chứ? Tôi sẽ nhớ cái cậu lắm đó. Không thở được. Ôi, em đi đây. Tạm biệt. Bye. Nhớ cái cậu lắm đó. Nào, chúng ta cùng ăn thôi. À, có phải chuông báo của Red không? Nhìn kìa, là hình của chúng ta đó sao? Cậu chủ, cậu chủ. Trời ơi, thôi đi nào.